Xin chào các bác. Nãy bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo một cấu hình loa full 30 mới nhất năm 2023. Bên cửa hàng nhà em cho ra mắt. Các bác lưu ý nhá, đây là một mẫu mới tinh. Các bác nhìn thấy không ạ? Đây là một cái mẫu form thùng. Bên em mới về, phải lên sóng luôn, dựng loa luôn để cho các bác tham khảo. Lên sóng luôn cho nó nóng ấy các bác. Ở đây thì các bác nhìn này, ở đây em dựng một đôi loa full 30 BIF. Thực ra là cái logo này các bác nhá, đây là em đang gắn cái thương hiệu của bên em. Các bác có thể thực ra nó là loa dựng nên các bác có thể gắn logo JBL hay RCF đều được các bác nhá. Nhưng em cứ gắn cái logo thương hiệu của em. Các bác hiểu không ạ? Một cấu hình bát chép leo bi quá là chất lừ luôn. Bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho các bác nhé. Đây cái form thùng của nó là cái form thùng phun đứng. Một bát 30, chơi một bát 30 và một chép kèn 450. Thùng này của nó thùng sơn sần chống nước. Nước sơn quá là đẹp luôn, rất là mỹ mãn, rất là mỹ mãn luôn. Ở đây em đang quay ở thiếu ánh sáng nên các bác thông cảm nhé, chứ ở ngoài đủ ánh sáng nó rất là đẹp. Đầy đủ ốc treo lóc và treo ngang này. Tay sách hình trái tim ở hai bên. Và đây các bác nhìn để ý cho em này, đây là cái form mới, form lưới mới nhất. Form lưới còn rất là cứng các bác nhá, dán vải chống bụi luôn. Đấy, nhìn xa ra dấu cộng, lưới dấu cộng và chấn tem BIF ở giữa. Và ở dưới là có đế cắm cọc loa ở dưới nhá. Ở đây thì như em đã nói, thùng của nó là hai thanh thông hơi ở đằng trước. Đây, cho này xuống đi đã. Thùng của nó các bác nhìn nhá, được ke góc đầy đủ nên tạo sự chắc chắn tuyệt đối luôn này. Bên trong thì bên cửa hàng nhà em là lót toàn bộ là bông mút trứng tiêu âm. Đây là phân tần nhá các bác nhá. Lấy sang cái máy đây để soi đèn flash vào. Các bác đợi tí nhé, em lấy cái máy flash soi vào không tối quá. Đây các bác nhá, phân tần bên trong này. Phân tần bên trong. Đây. Phân tần bên trong là sử dụng này, phân tần mạch fit màu xanh, hai chở nhôm, hai cuộn đồng, 4 tụ lọc và một bóng đèn chống cháy chép các bác nhá. Phân tần này tải cho ra chất âm siêu hay luôn, tiếng sáng tải tốt, hát karaoke tiếng cực hay các bác nhá. Và thùng các bác nhìn này, thùng toàn bộ là chôn gen ô bát và ô phễu. Và cải tiến năm nay các bác nhìn này, thùng này toàn bộ này dày 1/8 và cái mặt này của nó là mặt ván ép các bác nhá, quá là đỉnh luôn. Và đây là cái hậu loa đằng sau các bác này, hậu loa đằng sau đây các bác nhá. Đây. Đấy. Về phần họng kèn, họng kèn ở đây là sử dụng họng kèn của nó, họng kèn vuông 18x18. Sử dụng chép 450 leo bi các bác nhá. Con này côn 44, côn của nó côn dây dẹt. Từ neo rất là dày luôn. Lắp nhôm các bác. Đấy, xịn sò luôn nhá. Đây là bát chép leo bi rồi nên em phối luôn với cả bát leo bi. Đây là bát 30 leo bi. Hàng toàn bộ là bát chết phân tần là của Trung Quốc loại 1 các bác nhé. Con này xương nhôm, quá chất luôn. Con này nhện của nó nhện màu vàng, côn 76. Ở cổ côn nó nhìn này, đánh keo này, rất là tỉ mỉ luôn. Nên tạo sự các bác đánh thì không bao giờ sợ bị bong nhé. Ở dưới của nó là màng sần. Con này bát của nó màng là màu màng JBL các bác nhé. Gân vải tẩm dầu 3 gân. Màng toàn bộ là màng xếp ly lượn sóng, màng màu xám các bác nhá, hơi xám xám đấy, nón đen, củ bát này. Và bây giờ em sẽ mở to lên, đo âm lượng lên cho các bác xem nhá. Một đôi này thì em báo giá luôn, em đang bán là 6.8 triệu một đôi, 6.8 triệu một đôi thôi các bác nhá. Mở to âm lượng lên. Các bác nhìn này. Bát đánh, bát chép đánh tiếng chắc luôn nhưng mà vẫn tiếng nó vẫn ra rất là sáng luôn. Một đôi này cho các bác hát karaoke thoải mái, chơi mọi dòng nhạc luôn.
tắt hẳn đi. Tắt hẳn nhạc đi. Rồi nhà em cho nhỏ âm lượng đấy các bác thấy không? Với tầm tiền 6,8 triệu bỏ ra như này, 6,8 triệu chơi bát neo chép leo ngon luôn. Về chơi cam kết là bền cho các bác luôn. Mua hàng các bác điện trực tiếp cho em nhé, theo số điện thoại 5815 và 712. Các bác có thể mua hàng, các bác có thể kết bạn qua Zalo, nhắn tin qua Zalo cho em. Nhà em giao hàng toàn quốc nhé. Thôi nhá, em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nhé. Video này mà hay các bác nhớ like và chia sẻ và tặng cho nhà em một lượt đăng ký kênh các bác nhé.